xưa kia, ở vùng sông Tần Hoài, có một bé gái lúc chào đời dưới lòng bàn tay phải hiện rõ một phù hiệu chữ Dạng. Vì thế cha mẹ cô đặt tên là Dạng Như. Khi lớn lên, Dạng Như bị kẻ xấu lừa bán vào chốn Lầu Xanh để làm ca kỹ. Dạng Như trong tâm luôn chán ghét chốn ô uế thân xác này. Sau mỗi lần có người động tay động chân với mình, cô ra sức đánh mạnh vào thân thể để giải tỏa nỗi căm phẫn và ghê tởm trong lòng. Có lúc cô muốn kết liễu cuộc đời nhưng lại không đủ dũng khí. Hằng ngày trước khi đi ngủ, Dạng Như đều ngay ngắn ngồi tĩnh tọa, viết hơn 100 lần chữ Phật, vẽ hơn 100 lần chữ Dạng rồi mới đi ngủ. Một bận, suốt mấy đêm liền, cô đều mơ thấy ánh lửa ngút trời, tiếng người kêu la thảm thiết. Cô kể lại những giấc mơ với mọi người trong thanh lâu, khuyên mọi người cẩn thận, đề phòng quá hoàng. Tuy nhiên, đám chị em đều cười cô, lo nghĩ chuyện không đâu. Dạng Như bèn tự mình âm thầm chuẩn bị của cải nữ trang, phòng khi quy cấp. Một đêm nọ, Dạng Như trằn trọc không yên, cô trở dậy ngồi một mình trước cửa sổ, lặng lẽ niệm Phật. Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngoài cửa sổ, lửa cháy rừng rực, liền vội vàng đánh thức mọi người dậy. Lửa lan ra khắp nơi, mọi người đều tìm cách thoát thân. Nhân lúc Tú Bà đang bận dập lửa, Dạng Như nhanh chóng mang theo hành trang đã chuẩn bị từ trước, trốn khỏi Lầu Xanh. Dạng Như vội vã đi liên tục suốt mấy ngày mấy đêm, đến một nơi rất xa. Khi cô dừng lại uống nước ở bờ sông, thì nhìn thấy có mấy ni cô đang giặt giũ lấy nước bên sông. Bỗng cô nghe thấy từng hồi chuông từ trên núi vọng đến, tiếng chuông trầm bổng khiến cô mê say, tâm hồn cô trở nên trong sáng thanh tịnh. Cô nảy sinh ý muốn xuất gia, bèn theo các ni cô lên núi, từ đó cô xuống tóc đi tu. Trong am ni cô, mỗi ngày ngoài việc quét dọn am diện, gánh nước, nhóm lửa nấu cơm ra, thì cô đều ngồi thiền tụng kinh niệm Phật. Cuộc sống xa rời thế tục khiến tâm cô thanh tịnh hơn, nhưng trong lòng luôn khúc mắc. Cô thường nghĩ trong tâm rằng, thân thể dơ bẩn rồi thì tắm một cái có thể sạch ngay. Nhưng nếu nội tâm đã dơ bẩn rồi thì làm sao có thể tẩy sạch hoàn toàn đây? Những hình ảnh nhơ nhớp trong chốn Lầu Xanh ngày trước đã lưu vào trong ký ức rồi, vẫn thường ảnh hưởng đến cảnh giới thanh tịnh trong tâm. Đôi khi lơ đãng lại nhớ tới những hình ảnh đó, khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt. Tấm thân dơ bẩn này làm sao xứng đọc kinh Phật thần thánh đây? Điều này quả thật khiến cô khổ não suốt một thời gian dài. Trong cuộc sống hàng ngày, kỳ lạ thay, mỗi lần đến phiên cô xuống núi lấy nước, thường xuất hiện một trận mưa đá thình lình trút xuống. Mưa và đá đập vào thân thể khiến cô đau đớn. Lần nào mưa cũng kéo dài 2 đến 4 giờ, rồi đột nhiên ngừng lại. Sau đó Dạng Như đành phải mang bộ y phục ướt sũng mà đi gánh nước, vượt qua đường núi lầy lội, chật vật trở về am diện. Chuyện này diễn ra nhiều lần, các ni cô bắt đầu bàn tán xôn xao về cô. Họ cho rằng cô xuất thân ca kỹ mua vui chốn phong trần, thế nên nghiệp chướng nặng nề, đức hạnh sa đọa. Có thể đây là thần Phật khiển trách. Trước những lời bàn tán, Dạng Như chỉ im lặng. Cô cũng không thắc mắc về chuyện lạ này, mà âm thầm nhẫn chịu. Cô tin rằng bất kể chuyện gì cũng đều có nguyên nhân, và hết thảy sự việc nhân quả xảy ra trong quá trình tu luyện là sự gia trì tốt nhất. Bởi vậy, cô lấy tâm đại nhẫn để dung hòa hết thảy những điều bất minh trong quá trình tu luyện. Mấy năm sau, một hôm
có một người quạ sĩ đi lên núi. Hôm đó vừa hay là ngày Dạng Như xuống núi lấy nước, bỗng nhiên lại một trận mưa to kéo đến. Người quạ sĩ vội vàng chạy đến một cái đình gần đó để tránh mưa. Đã nhiều năm trôi qua, Dạng Như cũng đã quen với chuyện này rồi. Lòng cô đã trở nên thản nhiên, điềm tĩnh hơn mỗi khi đối diện với mưa bão. Từ sâu thẳm nội tâm, cô cảm thấy vui mừng. Mừng vì thứ nước trên trời này dường như có thể rửa sạch tâm hồn bị giấy bẩn của cô. Trong mưa bụi mịt mờ, người quạ sĩ trông thấy Nico đang gánh nước dưới mưa với những bước chân vững chãi. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, ông nhìn thấy Bồ Tát đang đứng giữa không trung, một tay cầm bình tịnh thủy, tay kia cầm cành dương liễu, không ngừng tưới nước lên người Nico đó. Người quạ sĩ trông thấy rất rõ ràng, kinh ngạc bái lạy Bồ Tát. Ông cũng hiểu ra rằng thì ra cơn mưa này là tẩy tịnh cho Nico đó. Hơn nữa, trên thân Nico còn hiển thị ra thân hình Nam Nhi đang xếp bằng kết ấn, ngồi ngay ngắn trang nghiêm trên tòa sen, dáng vẻ thần thánh từ bi. Sau khi mưa tạnh, người quạ sĩ dựa theo trí nhớ mau chóng vẽ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy, rồi đặt tên cho bức tranh là Tịnh Thủy. Trong lòng ông vô cùng cảm khái, tức thì làm một bài thơ: Khổ trung chi khổ tối hoàng kim, nhất bình tịnh thủy liễu phàm thân, nhân duyên điểm tình trần thế phá, đại thiên dân dân bái Phật tôn. Tạm dịch: chịu khổ trong khổ khối vàng ròng, một bình tịnh thủy dứt phàm thân, nhân duyên phá chỗ mê trần thế, muôn vàng thành kính bái Phật tôn. Trong vũ trụ bao la vô tận này, sinh mệnh của con người quả thật quá nhỏ bé. Chỉ khi con người tín tâm vào thần Phật thì mới nhận được sự bảo hộ gia trì, từ đó mà sinh mệnh mới được những thăng hoa và xuất hiện kỳ tích trong tu luyện. Thật đúng là Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.